Chỉ trong phút chốc, toàn bộ các bể nuôi cá hồi, cá tầm, nguồn sống của gia đình chị Tần Mây Tá bị dòng lũ cuốn phăng. Căn nhà ven suối cũng bị sạt lở, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bà con trong thôn Nậm Cang đã hỗ trợ 7 thành viên trong gia đình chị Tá và những hộ khác mất nhà ở có nơi ở an toàn. Những vật dụng cần thiết cũng được bà con chia sẻ. Nước to quá thì nước dâng lên rất là cao, đến tận nhà xong là bị sói bên dưới móng cũng bị trôi đi hết, xong gia đình vẫn phải bọn chạy đi ăn uống nhờ hàng xóm, nhờ anh chị em thôi. Anh em bà con xung quanh ấy, người ta cũng hỗ trợ quần áo các thứ cho gia đình tôi mặc rất là đúng nhiều. Suốt 3 ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, công an, quân đội, đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân đã dầm mưa vượt lũ, tìm kiếm người mất tích, cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Người dân trong xã cũng nấu cơm phục vụ hậu cần cho lực lượng cứu hộ. Phụ nữ xã đã huy động chị em trong xã là giúp đỡ cái bà con mà bị thiệt hại về nhà cửa, về tài sản, là để dọn dẹp cái vệ sinh môi trường, là những cái hồ mà có nguy cơ thì cũng có thể là giúp đỡ hộ về cái nơi ở mới. Cơn lũ dữ đã đi qua, người dân đang cùng nhau vượt lên mất mát, dựng lại nhà cửa, cuộc sống cũng đang dần ổn định trở lại với người dân nơi đây.